Xin chào toàn thể anh em đội bóng thân thương. Ngày hôm nay chúng ta đến với một video rất đặc biệt về một câu lạc bộ cũng cực kỳ đặc biệt. Ở Đức thì Bayern Munich họ cũng có một cái lò đào tạo trẻ vô cùng chất lượng và hấp dẫn. Tuy nhiên họ cũng có thừa sức mạnh truyền thống và văn hóa để có thể thu hút, và có thể nói một số trường hợp thì họ có thể nói là họ cướp luôn cả những cái sao mai và những cái ngôi sao sáng nhất của những lò đào tạo khác. Và trong những số những lò đào tạo trẻ mà chuyên cung cấp hàng cho Bayern thì chúng ta có rất nhiều, nhờ Schalke 04, có Mainz 05, có Kaiserslautern trong quá khứ, hay là gần đây nhất chính là Borussia Dortmund. Tuy nhiên trong số đó thì cũng có một đội bóng họ rất là nổi tiếng với một cái nơi, có một cái hiệu xe cũng cực kỳ nổi tiếng, đó là Porsche, đó là Stuttgart, thành phố Stuttgart, nơi mà họ có chính mình đội bóng Stuttgart. Và đây là nơi đã sản sinh ra ba cầu thủ cực kỳ tiềm năng của bóng đá Đức hiện tại, đó là Serge Gnabry, Timo Werner và Joshua Kimmich, ba cái tên vô cùng sáng giá. Và hai trong số đó thì đã đang thi đấu cho Bayern rồi, và một người thì đang chơi cho Chelsea. Và chúng ta hãy cùng xem xuất phát điểm của họ tại Stuttgart và cách mà Stuttgart tạo ra ba ngôi sao người Đức này như thế nào. Trong những năm gần đây, đặc biệt là ở giai đoạn hậu cải tổ, bóng đá Đức đã liên tục sản sinh ra những tài năng bóng đá cấp châu lục. Nền tảng của thành công này xuất phát từ những lò đào tạo lâu năm ở Bundesliga. Tuy nhiên, phải đến cuộc cách mạng sau Euro 2004, kỳ Euro mà Đức đã phải nhận thất bại e che, người Đức mới thực sự quan tâm tới việc xây dựng lại hệ thống đào tạo trẻ. Trong số những lò đào tạo trẻ nổi bật nhất của bóng đá Đức, chúng ta không thể bỏ qua Stuttgart, đội bóng từng có 5 lần nâng cao danh hiệu đĩa bạc Meister Scholar, đồng thời là lò đào tạo xuất sắc nhất của bóng đá Đức khi liên tục cho ra lò những cái tên hàng đầu thế giới như Joshua Kimmich, Serge Gnabry hiện tại của Bayern hay Timo Werner của Chelsea. Vậy, Serge Gnabry, Timo Werner và Joshua Kimmich đã phát triển ở Stuttgart như thế nào? Và hiện tại, họ đang tỏa sáng ra sao ở các câu lạc bộ chủ quản? Hãy cùng cả bóng đá tìm hiểu về hành trình của họ để trở thành những ngôi sao sáng là hiện tại và tương lai của nền bóng đá giàu truyền thống này. Trong số những cái tên hàng đầu của bóng đá Đức ở thế hệ hiện tại, Joshua Kimmich là cái tên nổi lên sớm nhất cho câu lạc bộ và cấp đội tuyển quốc gia trong những năm gần đây, thậm chí trở thành trung tâm trong lối chơi của tuyển Đức và Bayern Munich. Thì về người Đức, trui rèn những kỹ năng của mình ở lò đào tạo Stuttgart. Sau đó, anh chuyển đến đội bóng hạng 2 Rasenballsport Leipzig để được thi đấu nhiều hơn. Kể từ đó, Joshua Kimmich bắt đầu tạo được dấu ấn sâu đậm trong lối chơi của Leipzig khi Pep Guardiola và Bayern phải để mắt tới ngay trong mùa giải đó. Việc Leipzig để mất Kimmich vào tay của Bayern thực sự là một điều đáng tiếc, nhất là khi Kimmich đã thể hiện được phong độ chói sáng của mình ở Bayern khi chơi ở những vị trí như hậu vệ phải, trung vệ lệch phải, vị trí tiền vệ phòng ngự. Là một chân chuyền hàng đầu và là người có nhãn quan chiến thuật tốt, Joshua Kimmich đã đạt được một bảng danh hiệu lấy lừng gồm 5 đĩa bạc Bundesliga, 3 cúp quốc gia Đức, 1 Champions League, 50 lần ra sân cho tuyển quốc gia và một chiếc Conference Cup. Nhiệm kỳ của Pep Guardiola của Bayern sẽ được nhớ đến khá nhiều điều, từ không chơi bóng cho đến những pha luân chuyển từ cánh sang trung lộ, sau đó là một vài sự cải thiện của những cầu thủ dưới trướng ông. Tuy nhiên, khoảnh khắc người ta sẽ nhớ mãi ở ông đó chính là hình ảnh vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha chỉ đạo cho cầu học trò Joshua Kimmich sau trận hòa không đều với đại kình địch Dortmund. Với Pep, đây không phải là cách ông thể hiện sự bực dọc, mà chỉ đơn giản là cách ông dạy bảo cầu học trò trẻ người Đức mà thôi. Có thể nói, Pep Guardiola đã nhận ra một điều gì đó nơi Kimmich, một điều gì đó rất đặc biệt. Như đã nêu ở trên, Kimmich từng thi đấu ở khá nhiều vị trí ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, từ vị trí hậu vệ phải, tiền vệ phải đến vị trí tiền vệ phòng ngự và trung vệ. Điều này xuất phát từ nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của anh. Điều này giúp Kimmich nhanh chóng nhận ra vai trò của từng vị trí trong trận đấu. Về mặt lâu dài, điều này có thể chống lại Kimmich, người chắc chắn sẽ thi đấu tốt hơn nếu được dùng đúng một vị trí nhằm phát triển hết mức các bộ kỹ năng của vị trí đó. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau sẽ giúp Kimmich hoàn thiện hơn nữa sự đa năng của anh. Timo Werner là một cái tên nổi bật khác của Bundesliga thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, anh lại không thi đấu cho một đội bóng nào của Đức. Thay vào đó, Timo Werner lựa chọn cách rời khỏi quê nhà để tìm kiếm thử thách mới tại đảo quốc sương mù, mà cụ thể là Chelsea. Sau khi ghi bàn cho học viện của câu lạc bộ Stuttgart, Werner lập tức có được chỗ đứng ở đội 1 và trở thành cái tên trẻ nhất được ra sân cho đội 1. Nhờ đó, Timo Werner đã tạo được một dấu mốc đáng nhớ khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội 1 Stuttgart. Tiền đạo người Đức sau đó ra sân 103 lần cho Stuttgart ở mọi cấp độ. Tuy nhiên, tài năng của Werner vẫn không thể giúp Stuttgart tránh việc xuống hạng.
Timo Werner sau đó cũng chuyển đến Leipzig với giá 10 triệu euro. Chính tại nơi này, Timo Werner đã vươn mình trở thành một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Kỷ lục của Werner tại Leipzig thời điểm hiện tại đó là 91 bàn thắng sau 153 trận đấu. Trong khi đó, ở cấp tuyển quốc gia, Werner có được 11 bàn sau 29 trận. Đặc biệt, Timo Werner còn được nhận danh hiệu chiếc dây vàng ở vòng chung kết Conference Cup 2017 diễn ra trên đất Nga. Vòng chung kết Conference Cup mà tuyển Đức đã lên ngôi với một dàn sao trẻ. Ở thời điểm đầu năm nay, Timo Werner đã rất nhiều lần nói đến việc muốn gia nhập Liverpool sau khi trao đổi với Jurgen Klopp. Vậy, vì sao anh lại quyết định chọn Chelsea vào giờ chót? Theo cá nhân Timo Werner, ở một thế giới khác, điều này có thể xảy ra. Nếu Liverpool gọi, bạn phải lắng nghe và suy nghĩ về điều này. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu, cùng với một siêu huấn luyện viên, một người Đức chính gốc. Đương nhiên, bạn sẽ nghĩ thật nhiều về điều đó. Thế nhưng, quyết định đến nước Anh của tôi lại bị bẻ hướng sang Chelsea. Không phải vì có gì đó bất ổn ở Liverpool đâu, mà là vì Chelsea phù hợp với tôi ở nhiều điểm hơn. Vấn đề kinh tế rõ ràng đóng một phần khá quan trọng trong quyết định này. Nhưng Werner cũng đã chỉ ra vai trò của Lampard trong việc giúp anh thay đổi suy nghĩ. Ông ấy gọi điện cho tôi và nói về những ý tưởng trong tương lai, cũng như việc định hình đội hình. Mọi thứ thực sự rất ổn với tôi, nhất là khi nhìn vào cách mà ông ấy trao đổi. Nó không hề mang dáng vẻ: "Ô, chào cậu, tôi là huấn luyện viên, hãy đến với chúng tôi nhé." Ông ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, tử tế, hỏi han tôi từng chút một để biết tôi suy nghĩ như thế nào. Về mặt nào đó, Lampard luôn biết cách lắng nghe, nhờ đó mà chúng tôi thấu hiểu nhau dễ hơn. Ông ấy muốn tôi thi đấu trong một đội hình thiên về pressing, dâng cao vào phần sân đối phương, cùng với những pha luân chuyển nhanh. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là những pha kiểm soát. Ông ấy cũng nói thêm rằng: "Timo, cậu sẽ có quyền quyết định trên sân. Tôi tin cậu." Thực sự, đây là một cuộc trò chuyện rất thú vị. Có một điều thú vị khác, đó là Werner không hề đòi hỏi một vị trí nhất định, nếu không muốn nói là ngược lại. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về vấn đề này, thực sự rất quan trọng với tôi. Ở Leipzig, tôi là một tiền đạo cắm, là một số 10 thi đấu ở cánh. Tôi cũng không muốn trói buộc mình ở một vị trí nhất định nào đó. Horovin đồng ý với quan điểm này. Ông ấy sau đó nói rằng: "Tôi có thể chơi ở những vị trí này ở Chelsea, dù là 4-4-2 hay 4-3-3, cậu sẽ có khả năng thực hiện những bước chạy ở vị trí thuận lợi hoặc dạt cánh, rồi sau đó luôn chuyển vị trí." Sự đa năng đó luôn là một phần trong quá trình phát triển sự nghiệp của tôi, vì vậy tôi luôn muốn cải thiện nó nhiều hơn. Trải nghiệm đầu tiên của Timo Werner sau đó càng thuyết phục anh rằng anh có thể làm được. Tuy nhiên, Timo Werner cũng bác bỏ việc anh là cầu thủ nhanh nhất trong đội hình của Lampard. Stuttgart sẽ ra sao nếu như họ không bán đi những tài năng hàng đầu của mình? Chắc chắn họ sẽ không phải xuống hạng. Serge Gnabry từng thi đấu cho 5 mùa cấp độ trẻ của Stuttgart trước khi chuyển đến Arsenal. Tuy nhiên, anh không thể tạo lập được thành công của mình ở đội bóng phía bắc thủ đô Anh. Có thời gian ở Emirates thật sự tồi tệ với Serge Gnabry. Sau trận mở màn Premier League gặp Norwich và ở Champions League gặp Schalke, với vai trò là tiền vệ trung tâm của mùa giải 22-23, Gnabry dường như mất ngủ. Arsenal để thua ở cả hai trận đấu đó. Thứ khiến Gnabry dằn vặt nhất chỉ là những đường truyền mà anh đã bỏ lỡ xuyên suốt trận đấu đó. Thêm vào đó, các cổ động viên cũng buông lời chỉ trích Gnabry. Sau đó họ phân tích từng lỗi mà anh mắc phải một cách chi tiết sau một trận đấu mà Gnabry góp mặt. Sự phát triển của Serge Gnabry đi đến ngõ cụt ở thời điểm năm 2014 khi mà chấn thương đầu gối khiến anh phải ngồi ngoài 6 tháng. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ sự chủ quan của Gnabry. Cụ thể, anh đã bỏ qua các triệu chứng vì nghĩ rằng anh có thể chịu đau khi thi đấu. Ngay khi trở lại, anh nhận ra Arsenal đã dư thừa tiền vệ công. Vì vậy, Serge Gnabry chỉ còn là một con đường duy nhất, đó là rời khỏi Emirates. Dù được Brighton and Hove Albion đề nghị một thương vụ, Gnabry vẫn quyết định chuyển đến West Brom, nơi mà anh thi đấu 12 phút ở Premier League trong vòng 6 tháng. Serge Gnabry sau đó trở về Arsenal trong mùa hè 2016, khi đang đối mặt với một tương lai đầy cam go. Hợp đồng của Gnabry sẽ đáo hạn vào năm sau, trong khi đó, Arsenal không hề muốn ký tiếp hợp đồng mới với anh. Tuy nhiên, mọi thứ xoay chuyển 180 độ với chàng trai người Đức khi anh được huấn luyện viên Horst Hoshbach gọi lên tuyển Olympic Đức để tham dự Olympic 2016 tổ chức trên đất Brazil. Ở kỳ Olympic đó, Gnabry có được 6 bàn thắng, giúp Đức tiến thẳng vào trận chung kết tại sân Maracana, nơi mà họ để thua chủ nhà Brazil trên chấm luân lưu. Arsenal, sau khi chứng kiến phong độ cho sáng của Gnabry ở Olympic, đã quyết định nối lại việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 6-7 cầu thủ nữa được ưu tiên trong đội hình Arsenal. Vì vậy, Gnabry quyết định ra đi nhằm đảm bảo cho tương lai của mình. Bài hợp đồng 5 triệu euro chuyển đến Werder Bremen nhanh chóng được thực hiện. Theo cánh nhà báo thảo tin, Bayern Munich chính là đội bóng đã giúp Werder Bremen
đang được bán hợp đồng này, cùng với một điều khoản mua lại Serge Gnabry trong tương lai. Tháng 6 năm 2017, Bayern chính thức kích hoạt điều khoản đó với một bản hợp đồng trị giá 8 triệu euro để đưa cầu thủ người Đức về với Allianz Arena. Bản hợp đồng sau đó được chứng minh là quá thành công. Tốc độ và những phẩm chất điểm mạnh mẽ của Gnabry giúp anh trở thành yếu tố chủ chốt nơi hàng công của đội bóng vùng Bavaria. Qua đó, giúp Gnabry giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, sau đó là cú ăn ba trong mùa giải vừa qua. Ở cấp độ đội tuyển, Gnabry cũng tạo được rất nhiều thành công. Cụ thể, anh ghi được trung bình 1 bàn một trận, tổng cộng 14 bàn sau 15 lần có mặt cho tuyển Đức, tính từ thời điểm anh ghi được cú hat-trick tức năm 2017. Dù không còn là đội bóng hàng đầu ở Bundesliga, Stuttgart vẫn cho thấy mình là một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu nước Đức. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là những bông hoa mà Stuttgart đã ươm mầm này, nó đã nở rộ trên khắp các sân đấu hàng đầu châu Âu như Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Timo Werner hay xa hơn là Sami Khedira trong quá khứ. Chắc chắn, với những khoản đầu tư hợp lý trong tương lai, Stuttgart rồi sẽ trở lại đỉnh cao của bóng đá Đức trong thời gian tới, với nòng cốt đến từ những sao mài sáng giá do chính mình đào tạo. Có thể thấy là những cái đội bóng không mạnh về kinh tế như là Stuttgart thì khó lòng mà họ có thể giữ chân những cái ngôi sao của mình. Khi mà bạn có một cái đứa con, nó đẻ ra một cái đứa con nó giỏi, tuy nhiên nhà bạn quá nghèo, bạn không đủ tiền bạn nuôi nó, thì có một cái nhà hảo tâm nào đó hoặc là một cái nhà đơn vị tài trợ đó ngỏ ý muốn tạo điều kiện cho con của bạn nó phát triển, thì bạn cũng phải đành lòng chia tay đứa con của mình thôi, vì tương lai, vì cái sự phát triển của nó, và cũng mong muốn là những điều tốt đẹp nhất cho nó thôi. Và những cái câu lạc bộ như Stuttgart thì cũng nghĩ cũng thật tội nghiệp cho họ. Tuy nhiên bù lại thì chúng ta có, họ cũng có quyền hãnh diện với những gì mà Joshua Kimmich, với những gì mà Timo Werner và Serge Gnabry đã từng làm được trong quá khứ. Có những người thì rất vất vả mới có được những ngày hôm nay như Gnabry, cũng có những người trải qua một cái sự nghiệp nó khá êm đềm và nó tương đối là nó thuận lợi như là Timo Werner hay là Joshua Kimmich. Và đó là những gì có trong video này. Nếu thấy thích video hãy cho chúng mình một like và một lượt đăng ký bên dưới, cũng đừng quên nút chuông bên cạnh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.